Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Trở lại với phần tin tức thời sự ngày hôm nay, sau hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, thực ra là tình hình trên khắp thế giới rất là bình ổn. Nhưng mà ở tại dải Gaza và ở vùng bờ Tây sông Jordan vẫn phức tạp, chưa kể là biên giới giữa Do Thái với Lebanon, tình hình Trung Đông. Những lời khuyến cáo đe dọa của Iran, Lebanon vẫn còn đó. Thế nhưng phía Do Thái nhất định, và điều này để cho thấy rằng mặc dù Tổng thống Joe Biden ngỏ ý muốn tạo áp lực lên phía Do Thái bằng cách là kêu gọi tạm thời ngừng bắn để thứ nhất tiến trình thương thuyết để mà hy vọng Hamas trả thêm tự do cho các con tin gốc Hoa Kỳ, người Mỹ. Thế nhưng bên phía Do Thái nhất định nói không, chúng tôi không thể lúc này để ngừng bắn được. Chúng ta cũng còn nhớ vào tuần rồi đó, ông Thủ tướng Netanyahu tuyên bố mà không, chúng tôi không thể thương lượng nhẫn nhục nữa đối với bọn Hamas. Bởi vì cái vụ tấn công kỳ rồi đó, nó chết quá nhiều người Do Thái. 1.200, 1.400 người Do Thái tử vong. Chưa kể là cái phương cách mà bọn Hamas giết. Chúng tôi nghe được những quá nhiều video mà thậm chí cũng không muốn nhìn nữa thưa quý vị. Là bọn Hamas đã giết người Do Thái như thế nào, tàn nhẫn như thế nào, cắt cổ rồi, nghĩa là tàn sát trẻ em nữa. Nhưng mà ngược lại, cái hành vi của Do Thái tấn công vào dải Gaza suốt nhiều ngày qua đó, và đến giờ phút này Do Thái sáng nay khẳng định là có cả 6.000 quả bom. 6.000 quả bom rơi xuống dải Gaza, quý vị tưởng tượng. Cái chiều dài nó khoảng 25 dặm. Từ Nam chí Bắc đó, 25 dặm thôi. Đi chút xíu ở Mỹ này, nếu mà là ra xa lộ 25 dặm, quý vị chạy với tốc độ 60 dặm thôi, là chỉ trong vòng 20 phút là hết 25 dặm rồi. Bề ngang chỉ có 20 cây số, rất là ngắn. Cho nên tấn công phần lớn đó, nằm ở phía Bắc, phân nửa, nếu mà chúng ta chia là phân nửa, tức là khoảng 20 cây số phía Bắc của dải Gaza, mà hứng chịu hơn 6.000 quả bom, chưa kể những cái quả đạn cối nhỏ nhỏ, rồi binh sĩ Do Thái tràn vào dải Gaza như vậy. Rất nhiều người không có bỏ chạy lánh nạn đó, thưa quý vị, họ ở lại đó, và đây là số người chết nhiều nhất. Số người chết bên phía Hamas và lực lượng của Palestine trong dải Gaza tuyên bố khoảng 10.000. Mà họ nói rằng cái con số phụ nữ và trẻ em chiếm cũng gần 3/4. Mấy ngàn trẻ em, phụ nữ chết. Đàn ông thì họ có một phần thì họ đi với bọn Hamas. Nhưng mà có một số người, nghĩa là khoảng chừng trên 40-50 có gia đình đó, thì họ ở lại phía Bắc của dải Gaza. Tình hình vô cùng khó khăn, mặc dù ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi. Thế nhưng vì Do Thái không muốn ngừng bắn lúc này, thì đến khi nào tình hình vô cùng khó khăn, hàng viện trợ nhỏ giọt đi vào, mà chỉ có người dân ở phía Nam nhận được thôi. Còn những người ở phía Bắc, bây giờ họ không chạy lánh nạn thì vô phương. Hôm nay mà chạy lánh nạn, nhiều con đường không còn đi được xuống phía Nam nữa. Bởi vì họ đã phải lẽ ra từ 2 tuần trước phải bỏ chạy rồi.
nguyên tuần lễ vừa rồi họ ở lại đó là hàng đêm, hàng ngày nghe những tiếng pháo nổ. Như thế thì tiến trình hiện nay vẫn tiếp tục kêu gọi vận động cho Do Thái tạm ngừng bắn để hàng cứu trợ vào đây. Chưa kể là liệu các con tin này sẽ như thế nào. Hamas vào hôm qua Chủ nhật tuyên bố đó, cái vụ mà tấn công mới nhất đã khiến ít nhất là 50 con tin của phía Do Thái, trong đó không biết có Hoa Kỳ hay không, đã tử vong. 50 con tin tử vong. Nếu mà 50 tử vong con tin như vậy đó, rồi chả chỉ có một số ít. Hiện nay đó, số con tin còn lại cũng vào khoảng 200 hoặc là 205 người ở phía Hamas bắt giữ. Và thưa quý vị, sau đây là hai bản tin liên tục ở tại hai tiểu bang, một là ở California và một là ở Indiana, liên quan đến những chuyện đó là những cá nhân bởi vì cái cuộc chiến ở tại Do Thái với lại Palestine mà đi tấn công những người Hồi giáo hoặc là Do Thái ở tại Hoa Kỳ này. Thì đầu tiên thưa quý vị, một sinh viên của trường Đại học Stanford ở tại California, tại vì người sinh viên này bị tấn công bởi vì cậu là người Hồi giáo đó, cho nên bây giờ cậu không có muốn ra mặt và báo chí cũng không có đưa hình ảnh nữa. Cho biết là vào hôm thứ Sáu đang đi bộ gần đến trường đó thì tự dưng bị một tài xế lái xe tông, và trước khi mà tông đó là cái tay tài xế này còn giống như táo tợn đến độ là make eye contact, nghĩa là muốn cho cái cậu này nhìn thấy y. Và khi mà cậu quay cậu nhìn như vậy đó, y đã buông những cái lời chửi rủa người Hồi giáo và sau đó đó nhấn ga tông vào cái cậu này rồi bỏ chạy mất. May là cậu chỉ bị thương nhẹ thôi. Thì bây giờ phía cảnh sát đang truy nã cái tay tài xế này. Theo mô tả của nạn nhân đó là tài xế là đàn ông khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi, trẻ, đeo kính cận và lái một chiếc Toyota 4Runner, bản số cũng ở tại tiểu bang California. Vụ này vẫn chưa bắt được. Rồi sang đến ở tại Indiana thưa quý vị, thì người phụ nữ này đã bị bắt vào tối khuya cũng thứ Sáu, sau khi mà cô này có tên là Ruba Almade, 34 tuổi. Cô đã lái xe đi đến một cái tòa nhà thưa quý vị. Cái tòa nhà này đó phía trước ghi là Black Hebrew Israelites, và như quý vị thấy là cái tòa nhà, cái logo của họ là như thế này. Thì với lại thấy chữ Israelites thì cổ nghĩ là Hồi giáo, cô này cổ gốc người Palestine. Thế là cổ lao xe vào cái tòa nhà này, mặc dù khuya nhưng mà bên trong thì vẫn còn một vài người và có cả con nít nữa. Thì khi mà người ta xúm vào đó không cho cổ chạy, bắt cổ lại, gọi cảnh sát đến, thì khi cảnh sát đến thì cổ không ngại thừa nhận. Cổ nói là tôi ghét, tại vì cái đám này là đám Do Thái, và cổ liên tục cổ nói cổ làm vậy vì những người Palestine ở quê nhà. Thế nhưng cảnh sát họ lại nói là thì ra cái tòa nhà này đó không có liên quan gì đến người Do Thái hết, mà cái tòa nhà này là chi nhánh của một tổ chức gọi là Black Hebrew Israelites thưa quý vị. Cái tổ chức này đó, họ là một cái phong trào, không muốn gọi họ là một tôn giáo nhưng mà họ tự nhận họ là một tôn giáo, khi những cái thành viên của tổ chức này đó họ tin là người gốc Phi Châu mới thực sự là hậu duệ của người Do Thái cổ đại thưa quý vị. Và cái phong trào này chỉ mới xuất hiện có khoảng gần 10 năm trở lại đây, xuất phát từ Hoa Kỳ này. Thì cô này cổ hoàn toàn cổ lộn, ở đây không có người Do Thái nào cả, chỉ có người gốc Phi Châu mà thôi. Và bây giờ đó phía cảnh sát cho biết họ truy tố cổ cái tội là criminal recklessness, nhưng mà không loại trừ khả năng là có thể họ cân nhắc truy tố thêm cái tội khủng bố vì cổ muốn tông người ta bởi vì cái sắc tộc của người ta. Vâng, tiếp tục liên quan đến Do Thái, phong trào biểu tình khắp nơi và chống Do Thái vẫn đang diễn ra ở tại Hoa Kỳ rất mạnh mẽ. Chúng tôi tiếp tục mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo.